Chào mọi người, hôm nay rất cảm ơn anh Trung. Anh Trung làm về bất động sản, đã hộ tống Khải Toàn đi Long An xem một cái căn nhà, xem phong thủy một ngôi nhà. Đây là khu Waterboy của Nam Long, nhà rất là đẹp, nhà liền kề, gia chủ là dễ mến, hai cô chú ngoài 60 tuổi, được con cái mua cho một ngôi nhà để dưỡng già. Rồi, hiện tại thầy Khải Toàn đang đo tọa độ cho ngôi nhà. Tiện ích, không khí ở ngoài ngôi nhà là rộng rãi, mát mẻ, thanh đãng, hàng xóm thân thiện. Khu vực xung quanh đây, cái môi trường trong lành. Đúng rồi. Thứ hai nữa là về cái hướng thì mình kỳ nhất là hướng Tây, vì hướng Tây có nắng rất là không tốt. Mình khoan hãy nghĩ tới những cái vấn đề là hướng. Mình chỉ cần một là hướng Tây, hai là mình hướng kỵ là kỵ phong thần thôi là được. Còn những yếu tố khác mình sẽ xét sau. Ví dụ là khi mà mình đi mua nhà, thuê nhà thì chủ nhà có yếu tố quyết định lớn đối với mình không? Chủ nhà cũng có yếu tố quyết định lớn nha. Dạng là mình phải chủ nhà thân thiện, cởi mở, mua bán suôn sẻ thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới. Nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống cũng như là cái khí trường của trong ngôi nhà của mình ở. Thì đó là những cái yếu tố cơ bản. Còn cái cách cục ngôi nhà vuông tròn gì đó. Cách cục ngôi nhà thì ngôi nhà thứ nhất là phải vuông vắn, không có bị khuyết góc, hoặc là mình có thể mua nhà kiểu mẫu. Nhà kiểu mẫu thì rất là ok. Những cái nhà khuyết góc thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái thành viên trong gia đình, tùy vào cái vị trí nào sẽ ảnh hưởng tới những thành viên đó. Khải Toàn mới được cô chú chia sẻ là hồi xưa đi mua đất đã vài lần bị lừa. Là bị lừa là dẫn lên xe đi đến những cái khu đất mà ép mua ép ký á. Thì anh Nguyễn Tấn Trung chia sẻ vài yếu tố để mình hạn chế bị lừa vào những cái trường hợp đó. Để không bị lừa thì thứ nhất là đối với những cái nhân viên môi giới, nếu như có hẹn anh chị tới những cái tòa nhà hoặc là những cái ngân hàng để tập trung mà đi trên xe buýt á, thì anh chị không nên đi. Thì đa số đó là những công ty mua bán dự án đất rất là xa, thì khi mà lên xe buýt thì anh chị thấy họ sẽ chủ động nói chuyện nhiều hơn. Cho anh chị xem những cuốn sách hoặc là kéo rèm cửa lại để mình không có biết được mình đang đi đâu, và cũng để cho mình quên đi cái thời gian chạy xe như thế nào đó. Và cũng rất là khó khăn trong cái việc là nếu mà mình không có biết được cái vị trí mà mình mua ở đâu, thì nhiều khi là họ sẽ dẫn mình lại cái lô đất này nhưng mà sổ thì nó nằm ở vị trí khác, thì nhiều khi mình sẽ mua cái lô đất đó nó sẽ bị hớ tiền chẳng hạn, và mình không có đúng cái nhu cầu thực tế của mình. Cho nên là khi mà anh chị nào có nhu cầu mua nhà đất á, thì anh chị nên liên hệ trực tiếp với những công ty môi giới uy tín hoặc là những cái người bạn làm môi giới uy tín để mà không mất thời gian và tiền bạc của mình nha. Nếu một người mua nhà với chi phí thấp mà mua nhà trong hẻm á,
thì cái nhà trong hẻm, cái dân trí thường là không có cao như những căn nhà ở những cái khu khu đô thị, khu đô thị mới. Thế thì một người mà tìm mua nhà trong hẻm thì cần những cái lưu tâm gì anh Trung có thể chia sẻ? À, nếu mà anh chị có tài chính không có nhiều và muốn mua nhà trong hẻm thì thứ nhất á, là không nên mua nhà trong hẻm cụt, mà nếu mà lỡ nó như là hẻm cụt á, thì không nên mua căn cuối cùng. Và nếu mà có điều kiện hơn nữa thì anh chị nên mua hẻm thông, và cái bề rộng hẻm ít nhất là phải 2 mét, tại vì á, là mình hạn chế các sự mà đối xung cửa với nhau giữa nhà hàng xóm với mình. Thứ hai nữa là cái điều kiện ngân hàng cho vay hiện tại đó là hẹn phải về rộng 2 mét nha anh chị. Đó. Thì đó là, và cái chân trí thì có thể là không cao nhưng mà phải an ninh, và hạn chế là có quá nhiều chó mèo đấy, tại vì khi mà anh chị vào trong hẻm mà có vừa vào là có chục con chó ra sủa thì rất là ồn ào. Còn nếu mà đã có điều kiện cho mặt tiền á, thì đã mặt tiền thì phải kinh doanh được. Và những cái mặt tiền đó là phải là đường xe cộ qua lại xung đấy, đường thông, thông nhiều đường chính. Thì đó là những cái lưu ý mà về nhà mặt tiền ngoài hẻm. Về vấn đề pháp lý, vấn đề pháp lý thì hiện tại thì đã có rất là nhiều cái phần mềm để mà xét quy hoạch của những cái vùng, thì anh chị có thể tải về để mà tự kiểm tra, hoặc là để mà an tâm hơn thì anh chị có thể lên ủy ban nhân dân quận hoặc là phòng tài nguyên môi trường để mà kiểm tra. Tại vì khách thì lần đầu tiên mua nhà thì cũng rất là nhiều bỡ ngỡ, thì nếu như mà mình nghe về một phiến diện, ví dụ như là nghe môi giới hoặc là nghe nhà chủ nhà nói thì cũng rất là khó tin, tại vì tâm lý thì cũng là hơi lo sợ, thì chủ nhà cũng bán được và môi giới cũng vậy, để mà lấy có hoa hồng thì đương nhiên sẽ có nhiều khi họ sẽ nói những cái điều mà không có thực tế. Thì để mà an tâm nhất là mình cứ lên trên quận mà không phải môi trường để hỏi. Và bên không biết bên nào nhưng mà bên Trung thì có hỗ trợ pháp lý cho khách rất là tùy, nhưng chỉ có thể yên tâm vấn đề đó, và lúc nào cũng khuyến khách là lên phòng bên quận mình kiểm tra, mặc dù là bản thân chúng tôi kiểm tra đi phía bắt được, cái đó là để tạo sự tin tưởng cho khách hàng. Nhắc lại là nếu mà mình mua nhà trong hẻm mà hẻm cái diện tích hẻm nhỏ dưới 2 mét, thì đầu tiên mỗi ngày mình bước ra mình có một cái tầm nhìn hạn chế, gọi là tầm nhìn bí bách. Mỗi ngày nhìn cái tầm nhìn hạn chế bí bách khi ra khỏi nhà thì rất là khó để làm ăn kiếm được nhiều tiền. Một cái hẻm, một cái khu sống phức tạp hay không thì chúng ta phải đến nhiều buổi trong ngày, đúng không ạ? Đến nhiều buổi, anh chị có thể đi sáng, trưa, chiều, tối gì cũng được. Đấy, mình có thể đã biết được vị trí rồi mình cứ lại mình tham khảo. Và thứ nhất nữa là để mà biết được cái thông tin chính xác về cái khu dân cư cũng như là cái ngôi nhà đó có tốt hay không á, thì anh chị nên hỏi hàng xóm là tốt nhất. Và nếu như mà anh chị đòi kỹ nữa thì có thể là xem nhà sắp tới là mùa mưa này, chị có thể cố gắng tranh thủ xem mùa mưa để biết được là cái khu đó có bị ngập hay không. Có thể nhiều khi nó ngập, không ngập ở nhà của mình nhưng mà nó ngập ở đường chính, thì cũng rất là khó khăn trong cái việc đi lại. Thì nếu mà anh chị đã có tài chính hạn chế và bắt buộc phải mua ở những ngôi nhà có bị ngập như vậy thì tốt nhất là anh chị có thể là kiếm thêm một cái đoạn đường phụ nào đó để mà chúng ta có thể giải quyết vấn đề bị ngập khi mà mình đi làm về. Hiện tại thì Trung đang làm ở Bình Thạnh và Bắc Quận 12, thì cái đường đó hiện tại thì cơ sở hạ tầng cũng rất là tốt rồi, và có rất là nhiều đường thông để mà mình giải quyết được những vấn đề mà Trung vừa nêu trên. Thì có thắc mắc gì thì anh chị cũng liên hệ phòng hàng ở Trung đâu, mà mình tin tưởng một giá nào đó thì mình đi thì mình phải hỏi kỹ những vấn đề đó. Rồi, cảm ơn Nguyễn Tấn Trung, cảm ơn các bạn. Rồi, xin chào.